Hôm nay Kho Tư liệu Xây dựng giới thiệu tới quý vị một cái công tác kéo cười xe chống sạt lở tại một cái công trình nhà phố bằng cái một con máy cẩu. Thì đây là cái máy cẩu đứng ngoài đường. Thì đây là một cái công trình tầng hầm sau khi bên thi công đã hoàn thiện được cái việc đổ bê tông lần một của vách. Thì hiện tại cái lần một của vách này thì nó cao hơn mặt đất tự nhiên rồi. Thì các cái đoạn hàng chống y đặt đã được mở mối hàng như thế này, xả hàng, các thanh dằn đã được tháo ra. Thì công trình này thì nằm ở quận 2, đường cũng tương đối lớn nên là cái xe cẩu vào được. Thì hiện tại xin là dùng được xe cẩu thay cho cái ba lan, hay dùng. Cẩu này rất là cao. Đây, anh em công nhân đang móc xe cẩu vào. Ok, rất là nhẹ nhàng. Sau khi cẩu lên thì hai cây xe nó úp vào nhau rất là gọn. Đây. Xong rồi em nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng xuống. Xếp rất là gọn gàng. Việc rút cừ xe bằng máy cẩu tại công trình này thì rất là tiến độ nhanh so với là rút thông thường, mà nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái việc cốt thép chờ của sắt vách tầng hầm cũng như các vị trí xét cột của tầng hầm, rất là tiện, rất là nhẹ nhàng. Thì việc nhẹ nhàng này thì cũng nhờ lúc mà bên thi công, lúc thi công thì có để một cái lớp mút bằng xốp với lại cộng một lớp ván ép như thế này. Nó kéo lên thì cái mút nó có đi theo lên một chút. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn.